Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói về XRP, XRP và XRP Ngay bây giờ là 8 giờ 28 phút uh, tối Ngày 5 uh, tháng 10 2003 Mình nhảy vô luôn Thì uh, XRP Vừa rồi là nằm trong cái uh, Cái khung đen này Và xác suất về một cái hình hài Chút đầu đi lên như vậy á Là 60% sẽ đi xuống Và vừa rồi nó đã phá vỡ đi xuống Ok Thì uh, mình sẽ gọi là cho nó đi qua một bên luôn nha ok để cho cái cái chọi của mình nó sạch sẽ hơn, ok sạch sẽ hơn, um, ok bỏ bớt, ok bỏ bớt, mình đi tới đâu mình sẽ xóa bớt tới đó, ok, u uh, cái đó mình cần, ok và vừa sau khi nó có năm sóng đi lên nhẹ nó có ba cái sóng hồi, ok thì mình xóa luôn ngay bây giờ riêng thằng XOP thì nó đang nằm trong một cái hình tam giác, ok? À, vừa rồi gọi là bập bên lệ xuống, lên, xuống, lên, xuống, lên, ok? Và ngay bây giờ nó vẫn vậy, ok? Thì vừa rồi là nó cố gắng đánh vỡ cái hình tam giác nhưng, ok? À, thất bại đúng không? Tụ một cái vèo đi xuống và vừa rồi, vừa rồi chuyển gì đã xảy ra với XOP thì mình à, chút nữa mình sẽ đi lại cho bạn, ok? Thì riêng cái màn hình này là xác suất riêng của XOP là xác suất nhiều nghe nó đang nằm trong cái sóng hồi có nghĩa là nó sẽ xác uh, suất là nó sẽ đáp cánh như vậy ok cũng giống như cái đường chỉ mình vẽ sẵn cho bạn rồi là nó sẽ đi xuống lên rồi sau đó xuống 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 xuống, xuống luôn ok thì đó là uh, dự đoán nhưng nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào nếu nó vượt qua những con giá chuẩn bị mình chia sẻ cho bạn đây Ok thì đây là cái vành đen là đây là giữa cái hình tam giác không có gì hết vành đen ok là cái vành đen này ok và đây mình đang nằm trong cái khung giờ vừa rồi cái video vừa rồi nha, uh, cái video vừa rồi mình chia sẻ cho bạn đó, thì mình cho bạn một cái tín hiệu để mua vô nếu cái vùng ở này nùng này uh, nếu nghe tại sao tại sao là vừa rồi là nó nằm ở dưới cái một cái trend line đỏ mình vẽ như vậy và bạn thấy nè nó vượt qua vừa vượt, vượt qua cái bay một cái vèo đi lên sau đó nó rút xuống lại nó chống ở đây lên lại rồi nó chống thêm một lần ở đây nữa ok thì lúc mà nó vượt lên lại cái vành đỏ này nè thì nó đây nó có một sự đột đột phá này thì cái vùng đó là cái vùng mua vô và dựa theo nến nghe thì đây là một cái nến ok đáng nên mua đáng nên mua thì nó 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 cho bạn cái tín hiệu nghe lên lên và lên và vừa rồi nó đi một cái vèo đi lên thì đây là một cái tín hiệu vừa rồi mình cho bạn đúng không Ờ à, chúc mừng cho rất là nhiều anh em đã trúng ok thì mình bỏ nó qua một bên luôn đi ha à, nó đã xong rồi ok, nó đã xong rồi thì mình xóa nó đi ok cho nó sạch ok à, thì chuyện gì đã sẽ xảy ra kế tiếp ok ngay bây giờ xác suất về đếm sóng thì đây là sóng số 1, sóng số 2, sóng số 3, sóng số 4 và sóng số 5. Xác suất là như vậy, nghe xác suất là như vậy, ngoại trừ nghe. Xác suất nhiều là nó sẽ đi xuống. Và để cho nó đi xuống thì nó sẽ cắn những cái vành đỏ này mình đã vẽ sẵn cho bạn luôn rồi. Nằm ở đây. Đây, đây, cái bàn đỏ này cái đáy vừa rồi của nó là chấm 52 Ok nếu mà nó rớt dưới cái bàn đỏ là xác suất là xuống xuống và xuống Ok thì nó kinh không chỉ vậy nữa nếu mình nếu mà nó cắn dưới cái bàn đỏ này luôn Ok để mình chỉnh sửa lại cái này cho nó chuẩn chút xíu Ok nếu nó cắn dưới cái vành đỏ này Cái con giá của nó là chấm 505 Ok Thì mình biết rằng nghe, Mình biết rằng sóng số 5 đang được diễn ra trong qua chết Sống số 5 có nghĩa là đây ok à, nhiều lúc mình vẽ nó không gọi là nó không khớp lắm ok à, mình có thể mua cái thằng 3 số 3 qua đây rồi số 4 qua đây rồi sau đó là số số 5 qua đây nó cũng giống như vậy phải không khác gì hết. Sau đó là mình sẽ có một sự bay bổng. Ok, xác suất là vậy. Nhưng mà nhưng mà nếu ngay bây giờ và ngay bây giờ là Bitcoin đang bay đúng không? Bitcoin đang bay. Ok. Thì nếu mà Bitcoin đang bay ngay bây giờ và nếu nó lên nó cắn được cái 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 này. Ok. Đó là cái nến dẫn đường đi lên cho bạn. Ok, đây hai con giá này, con giá này và con giá đây là cái nến dẫn đường đi xuống cho bạn. Nếu nó cắn con này, con này là mình biết là chuẩn bị tới đây là nó, mình tới cái những cái con giá giống như là 40, 43 nha, 43. Một con giá là gọi là mình đã nói về nó khá là lâu rồi. Ok, 43, 43 là cái đáy vừa rồi của nó. Ok. Nhưng ngay bây giờ nó có thể có thể nghe có một sự có thể là có một sự bay bổng ngắn hạn ngay bây giờ những cái giờ tới đây và nếu mà xác suất mà không đánh vỡ được cái trend này Ok, cái vành xanh này không đánh vỡ được cái thằng này, cái đỉnh vừa rồi của nó thì xác suất là xuống 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 cũng giống như là sóng 3, sóng 4 và sóng 5. Xác suất là vậy. Xác suất nhiều ok là nó sẽ xuống chứ không phải là lên. Ok. Ngoại trừ nó đánh vỡ. Cái vành xanh này, đánh vỡ cái vành xanh này, ok, đánh vỡ luôn cái trend line màu đen là cái hình tam giác, đúng không? Cái hình tam giác này đánh vỡ cái trend line màu đen này, ok. Và không chỉ vậy, nếu mà đánh vỡ được cái trend line màu đen này á, ok. Đây là cái điểm kế tiếp nó sẽ đánh vỡ là cái con giá là 55.8. Nếu mà đánh vỡ được 55.8 ở trên đây thì xác suất là nó sẽ bay thẳng một cái vèo tới 63 63. Ok, 63. Nếu mà lên được tới 55.8 thì nó gọi là invalid invalidate the triangle, có nghĩa là cái triangle màu đen này, cái triangle cái triangle màu đen này không có thể sử dụng được nữa. Cái triangle màu đen này không có thể sử dụng được nữa. Nếu nó lên được cái mức xanh này. Ok. Nó lên được cái mức xanh này nó tới được 55.8 nó sẽ bay một cái vèo này tới 63. Ok. Và cái cái hình tam giác này có thể là quăng qua một bên luôn. Ok. Nhưng xác suất chuyện đó uh, rất là khó. Ok để xảy ra bởi vì sao? Nó đã nó đã bò trong cái hình tam giác này rất lâu rồi chứ không phải là ngày 1 ngày 2. Ok. Bạn có thể thấy là nó từ ngày 20 tháng 8 bây giờ đến bây giờ. Có nghĩa là hơn một hơn một tháng rưỡi trời. Nha, à? hơn một tháng rưỡi trời nó đã nằm ở trong cái hình tam giác. Thì để mà phá vỡ thì nó phải cần một sự đột phá rất mạnh. Ok. Riêng cái thằng XOP bạn cũng đã biết là thường thường giá của nó là không bậy bỏng cho máy Ngoại trừ có những thông tin tốt xảy ra Cũng giống như cái thời kỳ thư, cái thư kiện đầu tiên của nó đúng không? Nó bay một cái một cái vèo đi lên bao nhiêu đó? 100% đúng không? Bay một cái vèo đi lên cho 100% xong đó Nó gọi là đáp cánh xuống <laughs> Nó đáp cánh xuống một cái vèo đúng không? Còn hơn 100% nữa Ok à, và vừa rồi cái sự thư kiện gọi là đã, đã xong xuôi nhưng cái phần trăm nó bay lên chỉ có 8% mà Ok Vừa rồi nó bay lên chỉ có 8% mà Ok Không đáng kể cho mấy Nghe không đáng kể cho mấy Nó nói lên cái cộng đồng tiền của những người retail á Không có trong cái thị trường này Nghe Ngay bây giờ là retail những người nhỏ và lẽ Không có mua đồng XRP ngay bây giờ Ok Thì nó là vậy Ok Xác suất xuống nhiều hơn lên Ok nếu mà lên tới cái cái đỉnh xanh này nè mình dán nó lên cao một chút xíu tới cái đỉnh xanh này thì nó sẽ sẽ bay tới 63 lần và cái đỉnh xanh này là con giá là chấm uh, 558 55 8 55 8 ok uh, để mình coi thì mình có bỏ lỡ một thứ gì không riêng cái đồng XOP mình này để nhắc lại thêm một lần nữa thì nó thường thường nó là nó lên 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 thôi nhưng mà nếu một cái thông tin gì mới xảy ra với nó thì nó bay rất nhanh ok uh, để ý nếu là thằng XOP chuẩn bị cái ký những cái hợp đồng với những nhà băng lớn thì nó sẽ bay Ok và lúc mà mình có thông tin như vậy thì mình sẽ cập nhật cho bạn để bạn chốt đơn chốt đơn và chốt đơn và mình sẽ cùng nhau chốt đơn à, để ý vành xanh này vành xanh này cái vùng cái vùng cái đường chỉ đen Ok nếu nó đánh vỡ Ok thì mình biết là cái trend nó đã thay đổi nhưng mà để mình bỏ luôn cái sóng này á Ok thì nó phải đánh vỡ cái vành xanh lợn cái vành xanh này lợn Ok à, ít nhất là đánh vỡ cái 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 cái, cái, cái vành đen Ok cái, cái, hình tam giác sau đó là cái vành xanh thì mình mới dẹp những cái sóng hồi này giống như 2 3 4 và 5. Ok, cũng ngay bây giờ xác suất là xuống nhiều hơn lên. Ngay bây giờ là chỉ có một sự bay một ngắn hạn thôi bởi vì vì sao? Bởi vì Bitcoin đang bày Ok. Nó đã lên tới con giá kháng cự kế tiếp của mình là 28.050, 28, ,050, 28 ,050. À... Nếu mà nó đáp cánh xuống ha à, để mình nói luôn, xin lỗi. Cái vùng mà sóng số 5 á kết thúc á, nó sẽ có kết thúc đâu ở tầm 50 54 hoặc 486 486 cái okay? là cái vùng nó sẽ kết thúc nha trước khi nó có một cái cây sóng hồi lên rồi sau đó là đập cánh xuống nữa khác okay? à... vừa rồi là cái sự bay bổng này đúng không cái sự bay bổng này của nó là dựa theo uh, thông tin của nó ok à, cái bà Tory nha không chấp nhận nghe không chấp nhận cho Gary Gensler và SEC để đem cái vụ kiện này lên một cái tòa cao hơn bởi vậy nó bay lên 8% trăm à, thì nó thường thường nó dựa theo một cái thông tin gì tốt về nó và cái thông tin kế tiếp bạn nên quan tâm là nếu XRP Ripple ký hợp đồng với những nhà băng lớn thì nó cũng sẽ bay 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 ok thì nó dựa theo thông tin hoàn toàn ok thường thường nó, riêng, riêng cái đồng này nó là vậy ok vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này cắn hai cái con này ok cắn hai mình nó lộn cắn hai con này. Ok, nó nói lên câu chuyện là xuống 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 và xuống đâu? Xuống cái vùng ở đây, xuống vùng đây. Còn nếu mà cắn được cái này, cắn được cái này, cắn được cái cái vành đen luôn thì nó sẽ lên tới cái vùng này. Ok. Và đánh vỡ được cái 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 vành cái cái vành xanh này á thì nó sẽ chạy tới 63 lần. 63 lần. Ok. Thì ngay bây giờ là uh, có người sẽ đặt câu hỏi làm sao để mình 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 làm được uh, tiền cũ. Ok. Để ý cái nến. Nếu mà nó cắn được cái này á, nếu nó cắn được cái này cái cái, cái vành xanh này thì xác suất bạn có thể đánh một cái lệnh cái lệnh lon lon nhỏ nhỏ lên ok nhưng mà tới đây tới đây mà bạn thấy nó gọi là tới cái vùng này mà bạn thấy nó ngợp rồi nó hết xăng rồi đó nó bắt đầu nó quay đầu đi xuống lại thì chỗ này mình chơi một cái lệnh short để nó xuống đúng không đơn giản mà đúng không thì ngay bây giờ ngắn hạn nhất là cái vùng này là cái vùng bạn nên cỡ để ý nếu mà tới đây mà nó yếu rồi á thì mình đánh một cái lệnh short xuống đúng không nó yếu nó tà 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 xuống lại á thì mình đánh một cái lệnh short nhưng mà tới đây mà nó phá vỡ luôn cái thằng câu này thì mình chơi một cái lệnh long ít nhất là lên tới tới cái vùng này đúng không? có thể là nó phá vỡ cái thằng cái đỉnh vừa rồi của nó luôn và lên tới cái vùng này ok à, thì nhiều, nhiều lúc mình phải phải canh nha nó lên 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 ok nhiều lúc là ô mình muốn chốt 50% 70% phần trăm bảy chục một trăm hai cũng giống như những cái đợt vừa rồi có những cái bạn chốt đúng không? À, nhưng mà nhiều lúc nó lên chút xíu cái mình thấy tới tới chỗ này cái nó gọi là tới tới đây cái nó yếu 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 thì mình xả ngay đây luôn chứ không phải lên được tới chỗ đó ok à, bởi vì cái thị trường mình dựa vẫn dựa theo người mua và người bán chứ không mình không có định hình định hình được cái thị trường ok thì cái vùng này và cái vùng này là cái vùng ngay bây giờ có thể giúp bạn chốt đơn à, nếu nha nó cắn dưới cái vùng này nó xuống lại cái dưới cái vùng này đúng không nó xuống dưới cái vùng này thì cái vùng này bạn có thể đánh một cái lệnh số để xuống ít nhất là xuống tới cái 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 chỗ này ok ít nhất là tới cái đường chỉ đỏ này thì nó là vậy đường chỉ đỏ đúng không Ok à, vậy thôi Ok, đường chỉ đỏ hoặc đường chỉ xanh này, chỉ đi chỉ, chỉ xanh này. Ok. Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này. Mình dựa theo nghe người mua và người bán à, lên thì mình vẫn có thể chốt đơn, xuống thì mình vẫn có thể chốt đơn. Ok. À, và mình sẽ tiếp tục nghe luyện tập về cái vấn đề tương lai để mình có thể giúp bạn hơn. Riêng cái phần trăm xác suất chính xác của spot là tới 90 95% nhưng tương lai thì sao, ok? tương lai chơi tương lai thì sao? thì mình sẽ cố gắng uh, luyện tập thêm, ok? để có gọi là kinh nghiệm dày dặn hơn, ok? rồi sau đó mình sẽ chia sẻ cho bạn những cái mưu mẹo trong cái gọi trong cái cái thị trường tương lai để bạn có thể chốt đơn, chốt đơn và chốt đơn trong tương lai đây. vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn uh, cho cái đồng này um, phát trực tuyến thì mình muốn làm cho bạn vài đồng nữa thì phát trực tuyến thì mình sẽ cố gắng đẩy nó tới 9 giờ 30 ok nếu mình có thời gian thì mình sẽ tuyên bố ở trên cái nền tảng này rõ ràng bạn cũng đã biết bất cứ một mình thử làm một cái thứ gì mình cũng đã tuyên mình sẽ tuyên bố cũng giống như ngay bây giờ là mình vừa rồi nói là uh, tín hiệu của XRP uh, sẽ gửi sau 15 phút ok sau khi bạn gửi mình gửi cho bạn mình sẽ nói đã gửi rồi ok thì nhớ kiểm tra trên cái nền tảng này ok nó là tiền Academy bạn có thể lấy cái tên của, của của, mình ở đây dán nó lên trên đây là bạn có thể tìm được mình vậy thôi xin chào mọi uh, người nếu tìm được giá trị nhớ cho mình xin một ngón tay xin chào